Nếu ai có xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video ngày hôm nay đây, bên em sẽ giới thiệu cho anh em một hàng nóng bên em mới về, mới thanh lý được bên Trung Quốc, những con đẩy đến từ thương hiệu B3 nhá, có mã là MA2800, hàng rất là đẹp cho anh em, hàng gần như là mới vì mới bên em thanh lý được, hàng vẫn còn hộp xốp đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, hàng rất là chất lượng, dòng đẩy hai kênh đến từ thương hiệu B3 này, 800W một kênh, bao cho anh em đánh 2 đôi 30, đánh căng 2 đôi 30 hoặc 1 đôi 40, côn 100 nhá. Đấy, đánh bao cho anh em công suất chuẩn, đánh căng cho anh em. Đấy, dòng đẩy hai kênh đến từ thương hiệu B3, hàng model mới của B3 rất là đẹp, anh em thấy không, rất là đẹp luôn nhá. Hàng thanh lý được nên mạch và bề ngoài của nó rất là đẹp, hàng còn thùng xốp của 90-95%. Đấy, rất là đẹp cho anh em, một cơ hội tốt cho anh em muốn sở hữu những chiếc đẩy chất lượng đến từ thương hiệu B3 đấy. Đấy, thì anh em theo dõi video ủng hộ thì anh bằng cách cho em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ thì anh nhá. Anh em cho em xin 3 giây ấn like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Đây, em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em những con đẩy đến từ thương hiệu B3 này, có mã là MA2800, công suất của nó là 800W một kênh, hai kênh, mỗi kênh 800W, bao cho anh em đánh 2 đôi full 30 hoặc 1 đôi full 40, coi 100. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhé, hàng rất là chất lượng đến từ thương hiệu B3, dòng đẩy hai kênh có màn hình. Đấy, anh em đều biết này, dòng có màn hình đến từ thương hiệu B3 thì rất là cao cấp rồi. Bên em có bán các dòng EOS rồi, hôm nay là đến MA, rất là chất lượng nhá, hàng thanh lý còn rất là đẹp, anh em thấy không, rất là đẹp, gần như là mới luôn. Đấy, thiết kế đây, hai cái hút gió, đấy, hai bên hút gió này, hai lúm vặn điều chỉnh công suất cái kênh A và kênh B này, công tắc bật tắt nguồn này, đấy, mặt trước này, đấy, rất là đẹp luôn cho anh em nhé. Hàng còn đẹp 90-95%. Đây, nhiều anh em quan tâm đến mạch, em sẽ quay luôn cho anh em nhé. Mạch này, con này sử dụng mạch Class H, đấy, hiệu lăng cực kỳ là tốt nhá, hiệu lăng mạch Class H là rất là tốt và thời gian đánh dài rất là mát, đấy. Mạch Class H thì anh em đều biết rồi, và sử dụng tất cả các là sò trường LJW. Đấy, anh em thấy, sò trường đến từ Mỹ luôn nhá, sò trường LJW. Đấy, một dòng đẩy rất là cao cấp đến từ thương hiệu B3. Đấy, đời mới của B3 luôn, 100% là sò trường LJ. Đấy, LJW nhá, có bù áp cho anh em luôn, ok chưa? Đấy, anh em thấy, rất là chất lượng cho anh em nhá. Đây, anh em nhìn thấy mạch này, nó sẽ như mạch Crown, như con đẩy Cloud luôn, XNI 2500 này. Đấy, em lấy XNI 2500, sử dụng 4 tụ 2 quạt gió, quạt công suất rất là mát luôn, thời gian đánh dài rất là mát luôn cho anh em nhé, yên tâm sử dụng, hàng đẩy rất là đẹp. Và em hôm nay thật sự anh em hàng nóng nên em vừa về em phải quay cho anh em ngay, quay video cho anh em ngay để anh em có cơ hội chốt những con đẩy này. Số lượng không có nhiều đâu ạ, số lượng không có nhiều nhá, em sẽ quay cho anh em mặt sau này. Mặt sau em vì em đang cắm trực tiếp nên quay hơi khó một chút. Đây, em sẽ quay cho anh em mặt sau nhá. Đây, con này sử dụng nguồn rời này. Đấy, có dây nguồn rời của nó này. Đấy, hai đường vào và đường link nhá. Đấy, có đường link đầy đủ cho anh em. Đường link quạt rất là mát, thì hàng này hàng thanh lý, hàng thanh lý nên quạt chạy rất là êm nhá. Đây, cầu ra loa này và rắc lưu trích đầy đủ luôn cho anh em. Đấy, hàng rất là đẹp này, anh em thấy mạch này gần như là mới 100% luôn, rất là đẹp luôn cho anh em nhá. Đấy, CH này, CH1, CH2 này. Đấy, chạy tất cả là sò trường LJ, LJW. Hai kênh đều chạy đây nhá, anh em chạy sò trường LJ, tất cả anh em ở xem trên sò trường LJW hết nhá. Mạch là thiết kế theo mạch XNI 2500. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhá. Đấy, những con đẩy này em sẽ test cho anh em nghe một
một đoạn nhạc để anh em nghe cảm nhận được độ hay của con này. Thật sự anh em là rất là hay nhá. Đây. Rất là hay nhá. Một con đẩy đến thương hiệu B3 có mã là MA2800, mạch class đắt này, nguồn đồng 100% cho anh em nhá. Đấy, và hàng này còn rất là đẹp, hàng thanh lý rất là đẹp, và hôm nay em sẽ xả cho anh em những con đẩy đến thương hiệu B3 này. Đấy, dòng này 800 watt một kênh, bao cho anh em đánh hai đôi full 30 hoặc một đôi full 40 coi 100 căng đét luôn nhá, báo chuẩn công suất cho anh em. Đấy, cái dòng này nếu mà mới, hàng mới thị trường thì rất là đắt, nhưng hôm nay em sẽ xả anh em giá cực kỳ là tốt cho anh em ngày hôm nay nhá. À, chỉ có số lượng rất là ít, em về được rất là ít thôi, 7-8 con gì đấy, rất là ít, thì anh em nhanh tay, anh em nhanh tay đặt hàng nhá. Giá hôm nay em đưa ra này 3.700.000, em bao ship cho anh em, ok chưa? 3.700.000 em bao ship, anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán, anh em mua đẩy vui lòng cọc cho em 300.000, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Đấy, chỉ 3.700.000 anh em sở hữu một con đẩy đến thương hiệu B3 này, có mã là MA2800, 800W một kênh, 800W một kênh nhá, rất là cao cấp này, dòng cao cấp có màn hình đầy đủ, anh em thấy không, điều chỉnh volume tất cả đây có đầy đủ điều chỉnh volume màn hình ở đây nhá. Đấy, rất tiện cho anh em. Đấy, chỉ 3.700.000 em bao ship, anh em mua hàng nhắn tin đến số thoại em đây, chốt đẩy B3 hoặc chốt đẩy MA2800, 3.700.000 em bao ship, anh em vui lòng cọc giúp em 300.000, nhận hàng anh em kiểm tra thanh toán nốt, ok chưa? Đấy, em sẽ tặng anh em dây jack kết nối đầy đủ cho anh em lên vang. Đấy, rất là chất lượng, một con đẩy 800 mắt một kênh nhá, số lượng rất là có hạn, anh em nhanh tay nhắn tin đến số thoại em, chốt đẩy MA 2800, chốt đẩy B3. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho anh em ngày nay rồi. Cảm ơn anh em đã xem video, hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Xin chào anh em.